Bạn thân mến, thế là làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã tràn đến và gây nên diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Thật khó khăn, nhưng không thể phủ nhận, dịch bệnh đã khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người bị đảo lộn. Căng thẳng, lo âu, hoang mang trước tương lai. Những trạng thái tâm lý ấy, cùng với đời sống kinh tế ngày càng eo hẹp đi bởi ảnh hưởng đại dịch kéo dài, khiến không ít người cảm thấy bi quan, chán nản. Năng lượng tiêu cực như một loài gặm nhấm, dần dần ăn mòn tâm trí, tâm trạng và hành động, đáng sợ hơn cả virus vô hình. Hương Thảo có một cô bạn hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả tháng nay, bạn ấy bảo rằng có những ngày không nhớ mình đang làm gì, cần làm gì, chỉ muốn nằm ườn ra sofa, lướt Facebook cho quên thời gian. Nhiều lần trong ngày, cô ấy cảm thấy quên mất vì sao lại đi vào bếp. Hầu như cô ấy không thể tập trung vào bất cứ việc gì, không thể nhớ tên người đã lưu trong danh bạ điện thoại để liên lạc khi cần và tốn cực kỳ nhiều thời gian để viết một cái email đơn giản. Cô ấy nhận thấy rõ rằng năng suất làm việc bị suy giảm rõ rệt bởi sự thiếu kiên nhẫn, dễ sao nhãng và bực dọc vô cớ. Cô bạn ấy không phải là người duy nhất bị như vậy. Nhiều người bạn của Hương Thảo cũng chia sẻ với nhau trạng thái tâm lý bất thường này và chính họ cũng vô cùng lo lắng vì nhận thấy bản thân đang thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Dễ hiểu thôi, bởi nếu như trước đây, một ngày của người trẻ năng động thường bắt đầu với ly cà phê vỉa hè, một bữa ăn take away, môi trường làm việc đầy tiếng cười và áp lực deadline luôn thúc đẩy lao về phía trước, không gian sống và thế giới quan cùng với mạng lưới giao tiếp rộng mở, thì giờ đây, tất cả những gì họ ngắm nhìn mỗi ngày là bốn bức tường chật hẹp. Căn bếp nhỏ với hàng loạt thực đơn như thể rèn luyện thăng hạng siêu đầu bếp và vô số tin tức, số liệu xấu về dịch bệnh. Ai cũng hiểu, vì an toàn của bản thân và gia đình, ở yên trong nhà là điều đúng đắn nhất. Nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận, thích ứng hài hòa lại là một chuyện khác. Con người ta dễ bị tác động bởi những điều tiêu cực hơn là điều tích cực. Và tai hại ở chỗ, trong không gian đóng, tâm trí con người trở nên kém tỉnh táo hơn, dễ xúc động hơn và nóng vội hơn. Bạn thân mến, mỗi ngày lướt Facebook, chúng ta thấy vô số tin tức về dịch COVID-19 được chia sẻ. Bao nhiêu phần trăm trong số đó là đáng tin cậy? Bạn có đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả giữa ma trận thông tin trên mạng hay không? Và niềm tin của bạn phải chăng được xây dựng dựa trên những cam kết mơ hồ theo kiểu người nhà em làm trong bệnh viện nói thế, bà chị họ ở gần nhà bệnh nhân COVID, hay là ông anh làm trong ngành tiết lộ? Bạn ơi, khi bạn ngồi trong phòng máy lạnh và chia sẻ những dòng tin mà bạn không chắc là thật hay giả, là cách mà bạn đang tiếp tay cho một thứ virus đáng sợ hơn cả nCoV, virus tiêu cực ăn mòn tâm trí. Chúng ta đã chia sẻ năng lượng tiêu cực dù nó chỉ là nghe nói và không hề có thật. Những ngày này, nhìn con số ca nhiễm tăng chóng mặt, danh sách các điểm cách ly, phong tỏa nối dài, không ai là không đau thắt lòng. Hai chữ đồng bào thật sự khiến ai nấy đều đứt từng khúc ruột. Trong cơn đớn đau ấy, có khi chúng ta mất đi sự tỉnh táo, nên chỉ cần một dòng tin tiêu cực có khi cũng khiến chúng ta không suy tính sâu xa mà bấm nút share và nghĩ rằng mình cần góp tiếng. Là bởi cái câu, im lặng trước cái xấu là đồng lõa với cái xấu. Nhưng biết đâu, đó chỉ là thứ tin nghe hơi nổi chõ, thứ tin sai lệch. Và tất nhiên, còn cả những thứ tin có ý đồ xấu, như là phản động, như câu like bán hàng, như những kẻ nhìn đâu cũng nhìn ra tiêu cực. Và bạn chia sẻ nó không khác gì bạn đang trở thành một giọt bắn lây bệnh ra ngoài cộng đồng. Dù thực tâm, bạn không muốn mình trở thành một giọt bắn như thế. Những ngày này, đâu đó thiểu số những người đang đàn nhân danh sự thật tối chỗ này, bóc phốt chỗ nọ, chê trách chỗ kia, phán xét người khác. Đau lòng thay, nhiều người lại đua nhau chia sẻ chúng về tường nhà mình, chia sẻ chúng đi khắp nơi, không biết sự thật đó giúp ích gì cho công cuộc phòng chống dịch hay không. Nhưng chắc chắn, nó đang hủy hoại những ai đọc nó. Giữa ngập tràn tin tức đau lòng, chúng ta chia sẻ thêm những thứ nhân danh sự thật này liệu có giúp ích được điều gì? Hay chúng ta đang kéo thêm mây xám lên khắp bầu trời chung? Thực tế thì những lời lẽ nôn nóng, lo lắng, thiếu tính xây dựng vô hình chung đẩy không ít người vào cơn gió để cuốn theo những thông tin sai lệch, tạo tâm lý hoang mang và hình thành nên những suy nghĩ tiêu cực, không ghi nhận đầy đủ, thậm chí đi ngược lại với sự ứng phó của chính quyền địa phương, của các cơ quan chức năng, phủ nhận những hy sinh thầm lặng của các cá nhân và tổ chức. Quán triệt tinh thần của Đảng và Chính phủ, không ai bị bỏ lại phía sau. Chính quyền các địa phương đã có rất nhiều nỗ lực để đảm bảo những điều kiện tốt nhất có thể cho người dân trong hoàn cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Và hơn bao giờ hết, mỗi người cần cảm thông, chia sẻ và thể hiện tinh thần vì cộng đồng của mình, chấp nhận những khó khăn chung trước mắt, hy sinh một chút lợi ích và tự do riêng vì mọi người.
Trong lúc này, người dân cần phải hết sức bình tĩnh, phối hợp với chính quyền trong công tác phòng chống dịch bằng việc chấp hành nghiêm chỉ thị 16 và quy định 5K. Đồng thời, mỗi người cần tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, nhất là các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Mỗi người trước khi phàn nàn điều kiện cụ thể của mình, hãy nghĩ đến lực lượng tuyến đầu đang chịu bao nhiêu hy sinh, vất vả để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Mọi khó khăn thử thách đều sẽ được giải quyết. Đại dịch dù có căng thẳng vẫn sẽ có cách đẩy lùi. Và quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng, đồng lòng, đoàn kết của mọi người để cùng với các cơ quan chức năng, với chính quyền và các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Trong lúc này, nếu mỗi cá nhân cảm thấy mình phải hy sinh, thì sự hy sinh đó cũng chính là cho bản thân và cho toàn xã hội. Bạn ơi, hãy nhớ rằng nếu không tỉnh táo, năng lượng tiêu cực sẽ ăn mòn bạn trước cả virus. Và bạn biết không, từ suy nghĩ trong tiếng Anh là think được ghép bởi các chữ cái. True, sự thật, nó có phải là sự thật hay không? Helpful, nó có lợi ích gì không? Inspiring, nó có tạo ra cảm hứng gì không? Necessary, nó có cần thiết không? Kind, nó có tử tế không? Hiểu như vậy thì sự thực không phải là thứ duy nhất trong suy nghĩ của chúng ta, nhất là trong cơn đại dịch như thế này. Sự tử tế, lợi ích, cảm hứng, sự cần thiết mới là thứ chúng ta nên chia sẻ, cần phải chia sẻ. Những ngày này, khi người người nhà nhà đang bị giới hạn việc di chuyển và không gian sống, thì mỗi lúc chia sẻ trên mạng xã hội đều đáng quý, như chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ cho các quỹ từ thiện, những lời kêu cứu từ một khu vực phong tỏa nào đó mong được giúp đỡ, như chia sẻ nhiều hơn nữa những vỉa vàng lấp lánh của nghĩa đồng bào, tình nhân ái sẻ chia. Và nếu có chia sẻ, thật lòng mong những cái chia sẻ của mỗi người mang đến năng lượng tích cực nhiều hơn. Đừng để một sự chia sẻ vô bổ, cảm tính, nóng nảy lại gieo rắc thêm nỗi hoang mang của cộng đồng. Lúc này, chỉ có năng lượng tích cực mới giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi COVID. Những ngày này, bạn ạ, chúng ta chung tay cùng phòng chống dịch không chỉ bằng việc giữ sức khỏe bản thân, tuân thủ 5K. Ở nhà nếu không có việc cần thiết phải ra đường, thì việc giữ năng lượng tích cực trên chính tài khoản mạng xã hội của bạn cũng đã là chung tay phòng chống dịch. Và xin đừng chia sẻ những điều tiêu cực. Xin cân nhắc lâu hơn nữa trước mỗi lần chia sẻ. Và hãy chắc chắn rằng những gì mình chia sẻ phải giúp ích được cho chính gia đình của mình, cho bạn bè mình.